Dạ. Chào thầy Mai. Em thầy Phúc mà thầy. Không, ý tôi nói là ông Mai ông mối đó, Mai mối đó. Mai mối gì thầy? Trời ơi, nhờ thầy mai mối cho cái cô nhạc sĩ Binh Sinh về làm cái bản nhạc ở trường mình, tôi nói số dách luôn vậy đó. Ờ dạ. Bất hủ nghe, vượt thời gian nghe. Tôi nghe xong cái là tôi muốn khóc luôn vậy đó. Ê, dạ. Thầy Phúc, sao vậy? Tất cả tại Kim Chi đó. Nhờ cổ á, mà hai tháng nay nè, thầy Huyền mỗi lần gặp tôi là móc hồng à. Cô cũng nên cẩn thận đi. Cẩn thận gì vậy thầy? Cô quen với Kim Chi á, thì cô sẽ bị dạ lây, thậm chí đuổi việc luôn đó. Nghe hết rồi. Bây giờ thì đừng có chối nghe. Dạ em không có quen đâu thầy. Tại hồi nãy á. Chối cái gì? Không quen hả? Không quen tại sao lại ngồi trên xe đạp của người ta để cho học trò chở mình, không có được thân mật như vậy? Dạ, nhưng là sao thầy? Trời ơi, giả ngay với tôi nữa hả? Có phải sáng nay cô ngồi trên xe đạp để học trò nó chở tới đây không? À, là chuyện đó hả thầy? Vậy mà em cứ tưởng cái chuyện... Cô tưởng chuyện gì? À, là chuyện này hay chuyện gì? À, dạ. Biết rồi, tôi rối với thầy cô luôn. Không có gì thì lên lớp đi. Còn ông Mai này, ông cũng lên lớp đi. Dạ. Đi ké không? Thôi em đi đi. Cô đợi cô đón xe khác. Chứ học sinh mà chở cô giáo xe đạp kỳ lắm. Dạ em đi trước đó nha. Nếu mà cô không đi là cô bị trễ, thầy Quyền sẽ quan tâm cô lắm á. Dạ em đi nha. Mà giờ cô bấm chắc vô chưa? Rồi lẹ đi em, đừng lẹ đi em, trễ rồi. Mẫn ơi, lẹ đi Mẫn ơi, trễ giờ cô rồi nè. Em cũng đang lẹ nè, trễ giờ em luôn mà. Trời ơi, sao cô tròn thân mặt vậy? Ê, không sao đâu, cô có bị gì không? Có chuyện để coi rồi. Cái bà này. Ê, Kim Chi. Ê, nè nè. Trời ơi, nó đổ. Đâu, hồ sơ của tôi đâu rồi? Sáng bị té mà còn cười được nữa. Không sao đâu, gấp quá. Nè, hồ sơ nè. Trời, cảm ơn bà nha. Bà lúc nào cũng bỏ quên đồ hết trơn á. Không ở chung với tôi hả? Tôi không biết bà làm sao nữa. Bởi vậy tất nhiên tôi phải ở chung với bà rồi. Thôi, có gì à? Chiều nay tôi về hai đứa mình đi ăn visa ha. Visa hả? À. Thôi gà rán đi ngán quá à. Thôi cũng được. Nhưng mà ăn xong rồi bữa sau tôi mà quên nữa cái gì, bà giúp giùm tôi nữa nha. Dạ thôi nha. Thôi tôi đi nha. Bye bye, bà cảm ơn bà. À, nè, có chuyện té, có chuyện té. Miệng mà linh ghê á. Hậu đậu gì đâu á, cái bà này. Cô Hiền. Dạ. Ủa, em chào thầy. Hỏi thầm cái coi. Dạ. Cái người mà vừa nói chuyện với cô có phải là cô giáo Tân Gia Ba không? Cô quen hả? Dạ không, không có quen thầy. Ờ, không quen rồi thôi. Dạ. Em xin phép thầy em đi. Chà, không để mắt mình có vấn đề ta. Từ diễn thị đâu thầy? Dạ. Chào thầy Mai. Em thầy Phúc mà thầy. Không, ý tôi nói là ông Mai ông mối đó, Mai mối đó. Mai mối gì thầy? Trời ơi, nhờ thầy mai mối cho cái cô nhạc sĩ Binh Sinh về làm cái bản nhạc ở trường mình, tôi nói số dách luôn vậy đó. Ờ dạ. Bất hủ nghe, vượt thời gian nghe. Tôi nghe xong cái là tôi muốn khóc luôn vậy đó. Dạ. Thầy Phúc, sao vậy? Tất cả tại Kim Chi đó. Nhờ cổ á, mà hai tháng nay nè, thầy Huyền mỗi lần gặp tôi là móc hồng à. Cô cũng nên cẩn thận đi. Cẩn thận gì vậy thầy? Cô quen với Kim Chi á, thì cô sẽ bị dạ lây, thậm chí đuổi việc luôn đó. Nghe hết rồi. Bây giờ thì đừng có chối nghe. Dạ em không có quen đâu thầy. Tại hồi nãy á. Chối cái gì? Không quen hả? Không quen tại sao lại ngồi trên xe đạp của người ta để cho học trò chở mình, không có được thân mật như vậy? Dạ, nhưng là sao thầy? Trời ơi, giỡn ngay với tôi nữa hả? Có phải sáng nay cô ngồi trên xe đạp để học trò nó chở tới đây không? À, là chuyện đó hả thầy? Vậy mà em cứ tưởng cái chuyện... Cô tưởng chuyện gì?
Là chuyện này là chuyện gì? Dạ biết rồi, tôi rối với thầy cô luôn á. Không có gì thì lên lớp đi. Còn ông Mai này, ông cũng lên lớp đi. Dạ. Mà nè, thì Huyền nói cấm cái vụ gì liên quan tới học trò là sao? Em không biết nữa thầy. Không lẽ thầy Huyền cấm học sinh đạp xe đạp đi học? Thôi em đi nha thầy. Không hiểu. Hết hồn. Chú ơi, cô ba dễ thương quá à, cô ba ơi. Dễ thương quá hả cô? Cô dễ thương quá hả? Dạ không, nói cô ba á. À vậy hả? Dạ. Ê, thôi đẩy cô ba lên lầu đi chứ bây giờ tối rồi, sương xuống lạnh cô ba đó. Là lên chơi hả cô? Đi lên, đi lên, đi dạ, lên. Dạ, dạ. Cô ba dễ thương quá hả? Trời ơi. Đi cẩn thận, từ từ thôi. Cô ba mà cũng muốn đẻ vậy cô. Dạ, dạ. Mẹ đóng luôn rồi, suốt ngày con đi chơi game mày vậy? Đau, 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 đau. Đau, đau, đau. Tại sao? Học hành không đau hành. Còn chúc em gì nữa? Đi về nhanh lên, tụi quấn chết. Khoan khoan. Ủa sao tự nhiên hai người đi chung với nhau ta? Họ hàng hả? Không phải, này cô giáo con với lại Minh bạn con. Chắc họ về thêm đó. Đi về, nhanh lên, về. Sao kỳ vậy ta? Đi về. Có chuyện để mày coi còn rồi. Còn ham chơi nữa hả? Chào con. Dạ, chào con. Chào hai đứa. Chào con. Dạ, em chào thầy. Tôi muốn nói chuyện với cô. Hả? Thầy nói thiệt hả? Thì cô thấy đó, đồn rùm beng cái tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò mà cô là nhân vật chính. Ý của thầy nói là em Mẫn là có quan hệ tình cảm với nhau hả thầy? Không, không có đâu thầy ơi. Em không bao giờ mà làm cái chuyện vậy đâu thầy. Nếu mà không làm thì thôi chứ sao ha. Dạ. Thôi nếu mà vậy thì chỉ là tin đồn thôi. Thôi lên lớp đi. Dạ. Chào thầy. Mà khoan. Dạ. Nghe nói đâu như là cô có đi dạy thêm ở nhà phải không? Dạ không. Ta nói tới tai tôi, ta nói là cô dạy thêm cho cái em Minh lớp 11A4 ở nhà. Cũng biết đó, bây giờ nhà nước mình á là không cho dạy thêm ở nhà. Dạ em biết, nhưng mà em nói thiệt với thầy là em không có dạy thêm ở nhà đâu thầy. Vậy thì tốt. Dạ. Thôi đưa, lên lớp đi. Em chào thầy. Cô làm gì vậy? Dạ em sợ, em chưa kịp đứng dậy thầy kêu em ở lại nói chuyện gì nữa. Hết chuyện rồi. Hết rồi thầy. Dạ, em cảm ơn thầy. Vậy em đi nha thầy. Dạ, em chào thầy. Mà khoan đã. Cái gì nữa vậy thầy? Cái đầm nó dính vô cái bóp. Dạ. Hở cái đùi luôn đó. Dạ, em xin lỗi thầy. Thưa thầy em đi.